đây sống chợ đêm hai gâu. Xin chào cả nhà, bữa nay mình tiếp tục xuống quay nhà máy xây sáng Ngọc Tâm, quay cho cả nhà cùng xem ủng hộ anh em mình. Anh em làm doanh nghiệp, anh em ủng hộ anh em mình cả nhà, tiếp tục quay thăng công báo tàu đó. Cho tiền mua quần mới. Về gạo. Chú gọi bắt nghe. Xe lan chạy vô nghe ai mà nghe khóc hỏi không hả? Thank you.
có xe cốt thuốc ra đó, trời, đi đổi đó hả? Lô này đầy nhóc không cả cái tới 1-2 giờ cả này tới tối luôn, thâu xả thâu xuống tiền dữ ha, phải lên tiền mấy đồng bạc lẻ bằng như chó mới đếm được nhiều. Vậy như chưa chín ngày nữa nghỉ sao được, tao nói không mới xuống về gạo rồi lên uống phê xuống tiếp tục. Là 600 à, đuối lắm à. Vô vụ nó cực lắm anh ơi, có tiền thì dán làm. Trời ơi, một năm có một lần mà cưng. Thôi. Bằng kiểu này bị hết nhậu rồi. Quên ngày nhậu luôn anh ơi, cực lắm. 10 giờ tối không lấy gì đâu nhậu.
sáng giờ tiếp tục đưa cái bẩn vô nữa, có đâu nhậu. Cái đầu ra coi, cái đầu lui ra cái coi. Tới này rồi lại ghe lại đây chỗ đậu, chỗ đậu nhà máy tăng hình cơ bản cũng chạy dữ lắm luôn, sáng đêm bên đây thì doanh nghiệp Ngọc Tâm, bên kia thì tăng hưng, còn bên đó thì Ngọc Tâm nước này gì nước nước bơm nước bụi đó có nước chứ. Khi nào nước lớn á nó không bụi. Bụi cho hai anh bắt gạo anh thử. Ôi quá cái đường dày đã chạy chạy xuống luôn. Thank you.
má nhà, chúc cả nhà xem video ủng hộ nha mình nha. Tạm biệt cả nhà. Bây giờ lấy giúp nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.